Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục vào community chơi game rap ha. Tập trước cái giọng mình đây nó bị khàn quá. Tập trước là bọn mình đã xây cái vườn dưa hấu này rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch cái vườn này xem thử nó có được cái hạt giống cho mình nhân bản cái hạt giống mang tim lên không, giống như là trong mang tim cái thùng tới cho cái gì tao đi. Thu hoạch cho từ từ đợi chút, từ từ để đó. Mẹ có thấy cái thùng là như thấy thính gì đó. Đi vô thu hoạch coi coi. Đi vô thu hoạch coi coi nè. Rồi ngu luôn rồi, ngu luôn rồi. Rồi ngu nghe bị cắn cái a một cái luôn. Lên đi bơi đi, thuyền nó đang ra mà. Rồi đi, canh cá mập chưa? Bơi đi. Rồi thu hoạch đi, không tao thu hoạch thử coi mày. Mày dư coi ô dư ô đồ chưa đã, coi dư ô đồ chưa? Dư. Không, để đợi chút để tao cầm cái thùng dưa hấu qua đây. Thùng gì? Thùng đựng dưa hấu cho nó bài bản. Cái rương dưa hấu để ngay đó luôn. Là bữa sau mình thu hoạch mình để đây thôi, hiểu không? Rồi, cái thùng để đây rồi đó. Có được không? Không. Thôi mày để tao thu hoạch hết coi. Chết rồi, không có hạt giống rồi. Mày thu hoạch hết đi, thu hoạch hết luôn đi. Thu hoạch hết vườn đi. Thôi vậy thu hoạch chi? Để cho nó đẹp. Chim nó cũng ăn à. Trời ơi, được 19 trái mà không có hạt giống ta. Cũng 9 trái chứ. Thôi, vậy là mẹ mới mình trồng trồng dứa đi. Trồng đi, lấy dứa đó trồng ơi. Hôm nay mình sẽ cùng với tôi thử thách đó chính là làm full mồi câu cá mập để dụ câu cá mập lên. Hôm nay sẽ làm 5 cái mồi câu cá mập để dụ nó lên chiến đấu với nó nha. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm đó chính là cái này nó rộng ra một chút. Để coi coi. Ok, rác về rất là nhiều để trong thùng để dành làm bữa giờ chưa thu hoạch đây. À, cái này metal để đây, được có 60, sắp hết cái này nữa rồi. Cái tổ chim. Đi nung ít cái này nè. Rồi, bỏ cái vô. Cũng đẹp quá chừng à. Cây dứa đẹp lắm, cây dứa trồng hình như lên đẹp lắm luôn á. Mày được cái dứa không, nó to thôi. Đó, lại lượm được hạt giống không? Mà hạt giống ít quá. À, hôm nay sẽ làm cái đồ sơn màu nữa ha. À, cái gì mình làm bỏ gì quên rồi ta. Bỏ cái này vô đây. Ok, bỏ vô đây. Ăn hết trái sồi nè. Ủa sao cái hạt giống nó trồng nó lại không ra được ta? Nó không có hạt giống. Hay là có cái gì để farm được không ta? Có gì farm ra hạt giống không? Thấy nó uổng ghê luôn á. Thấy nó không ra. Trời sao mà gỗ hụt quá trời luôn vậy? Đi không có đúng chiều rồi sao? Ê, sao này mất tiêu rồi? À, con cá mập nó cắn hồi nào không để ý rồi. Mình không rớt ra hả ta? Không rớt được đâu. Ủa đâu? Mày lắp ra rồi hả? Ừ. Mày biết lắp luôn ghê vậy? Biết à, để làm thêm mấy cái lưới vô chỗ này cho nó bự bự cái thuyền ra đi. Không, cái chỗ này nó rất là to rồi. Nghĩ là khá ổn, để mình chèo qua bên kia một chút đi. Cái này nó không ổn rồi. Thuyền đi không đúng hướng. Đúng rồi, nó không đúng hướng, nó đi ra cái hướng xấu á. Vô cái thính đó kìa. Chạy nhanh vậy. Ok, tao trèo mà lấy dụng nhanh. Tao bơi qua tao lượm cái thính này nha. À, con cá mập nó không để ý tao rồi. Con
con chim nó về cái con chim nó đậu vô coi chừng nó ăn hạt giống kìa. Hay là cho con chim nó ăn ra hạt giống thôi, chứ không phải đâu. Thế cái thương đâm nó cái là nó chết à, con chim dễ giết lắm. Ủa mà mình nuôi nó mà ta, sao mình giết nó ta? Mà không nó giết mở, con này đi. Nó mở cục tay thằng bù nhìn nè. À, đâu có, đâu có, đâu có. Trời ơi, trên đây trứng kìa, quá trời luôn rồi nè. Rồi, nó quýnh thằng bù nhìn gần chết rồi kìa, ác ghê. Nó quýnh thằng bù nhìn gãy cái tay rồi. Ác thiệt chứ. Mình lượm mà mình sẽ làm thêm cái một cái mập, tí nó sẽ làm rất là nhiều một cái mập nha. Còn bây giờ thì chắc là theo như quyết định sẽ làm một cái neo khổng lồ ngay chỗ này. Hay là tập sau làm. Học à đúng rồi, bây giờ mình làm màu đi, làm màu trước đi. Làm cái máy xay màu đi. Tao sẽ đi làm cái võng. Cái võng làm ở trên á. Hình như tao chưa học cái máy màu hay sao. À chưa học. Ủa, cái giọng làm đâu ta? Trời, mình chưa học cái điện nè, có mấy cục pin nè, anten nè. Ủa, học ở cục đâu? Đồng nè. Cái học sơn nè, à, cái lông chim. Học ở đâu trong cái bàn này hả? Ờ, học bài là vô đây học. Rồi, tao học cái giọng luôn rồi đó, tao học cái giọng rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái máy tạo ra là sơn. Thùng quá trời nè mày con kia, tự nhiên giờ đi đâu hả? Đi làm cái giọng. Thiệt tình. Lên lượm lông chim nha. Lông chim trong rương đậy nè. Học sao? Rồi, học lông chim rồi. Là sao? Lông chim đây nè, ngoài đây nhiều lắm nè. Cái thử cái rương này nè. Sao? Nè, đây nè. Đây nè. Có trứng rồi trong đó luôn. Đói thì vô đó ăn một cái trứng là đã. Hình như nhiều dinh dưỡng lắm hay sao á. À, cái này giờ thiếu gì, thiếu hai đá. Con chim nó vậy nó cắn tiếp kìa. Mẹ nó. Mày chạy đi luôn nghe mày. Đó, giờ làm cái máy chạy công tơ điện coi. Chỗ lỗ này đi. Bỏ màu vô tí. Mày muốn sơn nhà màu gì nè? Mày muốn sơn nhà màu gì? Màu xanh. Xanh da trời á hả? Xanh lá. Làm gì có xanh lá má, có màu đỏ, có màu vàng. Thôi màu vàng đi. Ôi. Màu vàng giống cái màu kênh của ta mày. Màu vàng đẹp mà. Đẹp. Ủa hết gỗ rồi hả? Hết hồn tưởng hết gỗ rồi chứ. Ôi màu kìa, có quá con máy chạy màu nè. Chết rồi con có mập, nó cắn lóc nhà luôn rồi. Trời ơi con cá mập nó vô nhà nó cắn luôn nè. Ôi mẹ ơi. Chậm một giây nữa là chết rồi. Không ổn rồi, trong đây thì mình lắp cũng gần đầy rồi, chắc không sao lắm. Trời mà nó cắn mấy cái chỗ này nhìn nguy hiểm quá vậy. Nó lại tốn đinh rồi, không có đủ đinh để mà lắp cái nền nhà với nó rồi. Khổ thiệt cái chứ cái con này. Hai đinh một lần. Căng nha. Làm gì đây? 40 đinh. Ok, lấy 40 đinh. Tao mệt rồi, tao đi nằm võng đi. 20 metal. Mẹ hôm qua coi sơn nó làm việc hả? Có con gà này. Đang nằm coi nè. Vãi cái đang nằm coi. Thôi đi lượm rác. Phải nâng cấp cái chỗ này lên cho con cá mập nó không cắn. Cái giường nè, cái tao giường. Nó không có dính gì lên. Coi cục coi nhà. Cái giường rồi ok. Đi sai hướng rồi thôi. Đâu, chỉnh lâu lắm rồi mà. Mày. Ê mày không coi sơn hả? Nhìn kì dây tây sơn nó đầy rồi kìa. Gì? Bỏ đi lượm sơn được rồi kìa, làm cái cây quạt, cái quẹt, cái quẹt sơn đi được rồi đó. Đi lượm rác. Tao làm hết cái viền này luôn. Ôi, cái này nó đi hơi sai hướng một chút.
chèo qua một chút. Nó làm bác về. À, để coi làm cái này chỗ nào ta. Chỗ này cho đỡ hư nè. Một đứa hy sinh. Con chim nó về miết luôn á mày, đã lắm mày. Giết chim đã luôn, nãy tao giết được 8 cục thịt rồi nè. Dạ không sợ đói. Ui có cái đảo kìa, có cái đảo kìa. Ui cái đảo có hai cái hòn đá à. Ui cái đảo này chắc nhiều 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 scrap á, vô cái đảo này lượm ít đồ đi. Cái cây sơn ở đâu ta? À, đây. Cái cây sơn chế đi, cái cây sơn chế đi. Cất màu kìa nè, đi lên đảo lượm ít màu đi, các em mày lượm nhiều màu mà mày lượm ít quá vậy. Thì có nhiêu lượm hết rồi, vô đảo trả lượm. Cái tao đi chế cái này tao quên nãy giờ đang chế cái này hoài mà. Cái đảo này chứ. Cái đó cùi. Không, mình ra ngoài mình đào đi. Còn được 4 cái nữa. Mình sẽ làm ở cái viền này cho nó cắn. À quên ha, làm trong đây chứ. Rồi, ok, để tập bờ vậy đi. Đó, giờ tao treo cho đảo nha. Đảo nó được nhiều scrap lắm á. 4 đá. Ok. Rồi. Chuẩn bị vô đảo thôi, cái đảo nó nhiều đồ lắm á, chèo vô chèo vô. Làm rác trong cái ô lần nào chưa? Chưa, nhiều lắm thấy rồi. Thấy nó cạn bớt vậy? Không có đâu, không nó dồn, nó dồn lên mà nó không mất được đâu. Mất quá. 33 nè, 32 nè, 33 nè. Hồi nãy là đã nhiều lắm rồi. 37 nè, 33 nè. Nãy giờ để dành thôi, nó không có mất được đâu. Lượm đi mất á. Không mất đâu, từ từ vô cái đảo này xong rồi tới cho mày lượm. Vô cái đảo đi, vô đảo đi, lượm nhiều scrap lắm nè. Cái đảo này kỳ vậy. Vô. Rồi, buông neo. Hả neo. Hả chưa? Rồi. Ok, đi ngủ cho trời sáng đi rồi bắt đầu làm việc. Đi ngủ. Làm không mà đi mua đi. Nó thôi thui à, không có nhảy xuống nước được. Trời, đói, đói xanh mang luôn mày. À trời, hết nước uống luôn rồi. Trời, ho khủ khủ luôn. À, lắp nước lại đi kiếm đồ ăn. Còn cá mập nó vô nó cắn à. Rồi, đi một miếng, hay lắm mập. Mình đang trong thời gian ăn uống thì nó đã cắn... cắn dập mồm luôn cái thuyền của mình rồi. Ở đây hình như mình để 3 con cá hay sao á. Không, ủa 3 con cá đâu ta. Ủa nãy để 3 con cá đâu mất tiêu rồi ta. Ủa con cá của mình đâu rồi ta. Như Ti hình như nó ăn rồi sao á. Cái gì? Mở rương coi, tao ăn miếng cá coi. Trời sao có cá mập không vậy trời. Cá mập đi. Nãy tôi nhớ có 3 con cá kia luôn mà đâu có tiêu rồi trời. Cái gì? À quên, lấy cái này là mồi cá mập chứ. Đây bắt đầu tới đây rồi thì mình bắt đầu làm mồi câu cá mập nè. Rồi bây giờ là tầm làm 3 cái. Ok, 2 mồi cá mập nha. Mình sẽ làm 5 mồi cá mập. Ok, được rồi đó. 5 mồi cá mập để thử thách giết cá mập.
Ok, vậy bây giờ là mình có tổng cộng là 5 cái mồi cá mập. GT chuẩn bị cầm thương tám mày đi chinh chiến cái mập vậy thì. Mày có quăng không? Mày quăng không? Cầm đây nè. Đưa mày mấy cái quăng chơi nè. Đâu Đây đây? nè, đây nè, đây nè. Lượm nè. Ủa sao trong này có con cá ta? Đó. Cho mày quăng hai cái đó. Quăng cái chỗ phía trước nè. Đâu? Chỗ này nè, chỗ này nè. Đây nè, đi đâu qua đó hả? Chỗ nào mày chọn chỗ đi, chỗ nào đẹp 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 á. Đây. Ở đâu? Đâu đây đây? Tối quá vậy. Quan đi. Ôi, trên cực bắt cầm cái đùm cá cơ. Ôi mày cầm mày đẹp á. Quan đi, quan đi, quan đi, quan đi. Bụm. Nhìn tao này, nhìn tao này, nhìn tao. Mày đây im chuột hết coi, mày đây im chuột hết coi. Mày cầm cái quạt giống cái quạt ba tiêu quá vậy. Cái cây sơn á. Xuống 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 hai đứa cùng đâm cho nó lợi. Nhanh lên xuống đó, xuống đi, cầm thương lên nhanh lên, nhảy xuống một hai ba đâm nè, rồi đi luôn. Ê, đừng 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 đâm nữa, rồi xong rồi xong rồi, để tao chụp quả hình. Đứng 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 cái đó, đứng cái đó, tao chụp rồi quả hình con coi. cá mập khác vô. Không chưa đâu, bao giờ con này chìm con khác mới vô nè. Đứng bơi xuống đây, bơi bơi đầu cá mập, bơi ngay đầu cá mập. Có lấy thịt được, lấy thịt được, thôi đi lên 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 đi. Tao bỏ thịt đi. Ủa sao tao có được miếng thịt mấy trời? Tao có miếng thịt với cái đầu à. Hình như mày lấy hết rồi phải không? Mày được mấy miếng thịt vậy? Lấy miếng nào? Mày được mấy miếng chắc luôn. Mày đừng có lừa tao. Thôi tao đi đào nguyên liệu tí nha. Ủa mày dám ở dưới nước luôn hả? Hôm nay bạo gan quá ha. Cá mập vừa chết mà bạo gan quá ha. Đi đào scrap đi, đúng rồi đi đào với tao đi. Cá mập chết rồi có gì đâu sợ. À tao có hai cục thịt. Nó tao biết ngay mà mày lượm thịt mà. Đi đào hết scrap đi, để trong rương nha. Tao đi đào hết scrap đây. Ồ, nhiều nhiều nhiều. Cứ tới mỗi đảo là bọn mình phải xuống với cái hòn đảo này đào cho hết scrap để cho bọn mình sống thoải mái. Mình ở dưới nước mình ăn luôn. Ăn được mà. Coi chừng cá mập ra nó cắn chết rồi, chạy không kịp đó nha. Oh no, mất máu rồi. Ok, xuống tiếp nè. À quên, có mồi cá mập mà mày tự do đi. Hôm nay mồi cá mập nhiều mà, làm tới 3 mồi lần mà sợ gì. Đồng nè. Đáng là tao làm cho mày bình thở, nó là mày chơi thoải mái luôn. À, con cá mập nó Biết rồi, mình dục tới 3 mồi trên đó là mày nghĩ đi, mày xuống cái nước thỏ ra luôn á, không bao giờ nó dí mày luôn á. Bây giờ là mình thoải mái mình bơi dưới đây luôn á các bạn. Nó đang cắn ở trên kìa. Mày đang ở đâu vậy Tì? Ghê mày, tao nãy tao kiếm hết ra rồi đó. Metal nhiều quá mình cũng hạn chế. Chặt metal, lười chặt metal. Hình như là chặt chỗ đi, này cũng hết rồi. xài hết giờ. À thấy rồi, chỗ này nè. Thấy là thấy chỗ có metal, cái sáp rồi. Chỗ này. Chỗ này có thính nè. Nhà dưới biển. Thích nhất là lượm quà dưới biển nha, quá trời gỗ luôn nè các bạn. Giá mà nó làm cái gì ngon ngon hơn một chút. Công sức mình lặn dưới biển sâu mà đáng lẽ phải được nhiều hơn chứ, đúng không? Ồ, dưới đây còn là đồ đó trời. À, nói chặt mày thồ luôn đi. Chơi thì chơi nhưng mà đập thì cứ đập. Nè,
5 cái, lần này là lên mất máu hết rồi nè. Chắc là JT chuẩn bị lượm xác mình nữa rồi đó. Cần chặt mấy cục đá không? Cái này hai cái rune lần mày ơi. Ta sắp chết rồi đó, JT ơi, chuẩn bị lượm tao lên nè. Chết cha sầu. Ê da, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ê, xuống kéo tao lên, chết rồi. Nữa. Chỗ nào? Rồi, ơ, tao vô đi JT. Ơ, vô giường ngủ đi. Các bạn đã thấy đó chính là JT đang bê sóc mình đi vô giường ngủ. Được luôn. Vãi cái quay cấp. Ê, hình như bỏ cái võng nó hồi máu nhiều hơn là bỏ cái giường trạnh kia. Ờ. Đang lượm cái thính nó dưới đây ngon lành, tự chết queo tức kìa. Con cá mập không, đáng lẽ không chết đâu, con cá mập nó cắn tao mày. Có cắn đâu, cá mập còn đang ăn nó mà. Hồi nãy tao đang bơi nó cắn tao mày. Nó đang ăn mà. Nhưng hồi nãy nó cắn. Chưa. Ê, nó có cắn thiệt, nó cắn thiệt. Nó cắn mày hả? Ừ. Nó ăn hết mò rồi nè, nó cắn à. Thôi lên 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 lên, đủ đồ rồi. Lượm scrap ở map này khá nhiều rồi đó. Thôi lên lên được rồi. Ham quá. Còn cái mồi, còn cái mồi. Còn một cái nữa hả? Còn hai cái luôn. Uổng người ta. Ủa sao nó không ăn ta? Chắc là tao nghĩ là con này nó cay cú cái đoạn hồi nãy tao mày giết nó rồi. Cái là nó chưa ăn. Giết ăn ăn cứ cắn thằng này hoài. Có thịt đùi nè. Rồi, nó ăn nữa kìa, nó đi vòng vòng xíu quay lại. Con này điêu ha. Xuống tiếp, lặn nước chơi, lặn nước chơi. Mày lặn ven ven bờ thôi nha, lặn lặn ven ven bờ thôi, lặn sâu quá chừng chết á. Tao có đồ bơi nhanh thì tao lặn được. Tao sắm đồ lặn mà, tao đi cần đi sâu hơn mày đâu kiếm đồ mà. Hình như cái đảo này hết rồi, rời thôi. Rời thôi, rời thôi, rời thôi. Cho nó luôn cái mồi kia luôn để cho nó khỏi theo mình luôn được không ta? Dụ nó ăn hết cái đó luôn. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi lên làm trứng rồi. Ờ, có trứng được nhiêu cái rồi. Mày đi đường điêu quá nha con JT kìa. Cầu thang gì mà leo lên đường. Wow, tao mày giết chim quá hay sao? Chim nó không thèm gì làm tổ nữa mày. Trứng... Ý trời, tao thùng cơ. Thấy gì mê. Mày cũng mê vậy, đâu phải mình tao đâu. Cái mồi cá kia mày không ăn, mày đi theo tao làm gì với con cá mập kìa. Một cái mồi ở kia mà nó bỏ luôn con cá mập ngu này. Ờ, sao nó không lại ăn con. Nó thấy tao mình đây nó đi luôn à. Mày đi không đi sơn màu hả? Mày lựa mấy cái đồ sơn màu, mày sơn màu kìa con kia. À, nãy tao quăng tới 4 cái mồi lần mà lấy vậy nó ăn cái đã mồm nó rồi. Gỗ là có 40 cái gỗ rồi nè. Xuống dưới nước lượm gỗ quá trời luôn. Đi up đi không đi up mà. Đi về đây cắn phá tối ngày. Up thì không up mà cứ đi mẹ. Ơ đi ngủ đi chơi tơi cho trời nó sáng đi. Đi ngủ nè. Vô. Sao mày giành giường của tao? À mà ngu quá mày, sao tao mày không làm võng ngủ cho đi sướng. Ngủ võng đỡ tốn đồ ăn hơn. Thôi tao ngủ đây. Ủa sơn màu kiểu gì? Mày đưa đây, đi ra lựa mấy cái màu kia kìa. Ồ mà lượm được 11 cục metal. 11 cục metal. 6 cục đồng. Cái gì đây ta? Cây đinh với lại cái này. Cây đinh nè, bỏ vô nè. Ok, đi thu hoạch đồ hôm nay coi được những gì. Con JT nó không lượm màu luôn hay sao á? Vẫn còn màu đầy nè. Trời ơi, 54 màu má ơi. Làm màu khác đi.
mày bỏ vô đi, mày bỏ vô đi, mày bỏ màu vô đi. Tao đi làm cái quạt thử coi. Làm nhà bảy sắc cầu vồng. Trời, trong đây làm nhẹ làm màu dễ ta. Trời ơi, con bà đi bà sơn cái nhà kìa má ơi. Làm nhà bảy sắc cầu vồng. Ủa mày sơn sao mày? À. Vãi cái nồi chưa kìa. Sao sơn cái tủ được ta? Ôi sơn nhẹ cái nó hết màu luôn rồi. Đúng phá luôn á, đúng 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 phá luôn á. Sao cái mồm sớm được? Rồi, bỏ màu vô nữa rồi. Tao nghĩ là mình nên trồng hoa đi á. Tao nghĩ là mình nên trồng hoa, y hoa xanh lên rồi nè. Nhìn hết màu dữ ta. Ê, thu hoạch hoa được hạt giống mày ơi, vẫn được hạt giống. Hy vọng là tao đủ thời gian để trở về cái tàu, tao sắp bị đói rồi. Rất là nhanh luôn. Ủa cái tàu giờ nhìn vui quá ta. Ủa bỏ màu vô kiểu gì? Bỏ vô rồi, tao đã bỏ vô rồi, nó đang sâu kìa. Lượm hết màu đi, lượm hết màu đi. Nhưng mà bỏ vô kiểu gì vậy? Cầm cái hoa và nhấn E cho nó thôi. Mày cắn tàu của tao. Tao bỏ vô rồi, tao mới vừa bỏ rồi. Giờ không bỏ được nữa hả? Giờ không bỏ nữa đâu. Cái gì ta, mình quên, mình quý rồi, mình quên mất tiêu rồi. Mình sẽ đi trồng Black Flower hả? Trồng cái hoa màu đen đi. Trồng cái hoa màu đen thử coi thế nào. Trồng thử cái hoa màu đen nha các bạn. Ôi da, bị đau bụng rồi. À, đói bụng nó đi không nổi luôn. Cái rương này nghe để trong đây khó 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 e kia ta. Không thấy đường luôn mày, không mở được luôn nè. Cái rương kỳ quá vậy, cái rương lấy đồ không được. Cái rương ở trong kia lấy đồ không được kìa. Hai cái rương trong đó luôn, tao tao không lấy đồ được. Máy nó điên thiệt chứ. Chết rồi, gần đói chết rồi, mày vô mày lấy giùm tao coi. À khỏi đây, có trứng chim rồi, trứng chim rồi, ok. Ăn trứng chim được rồi, ổn rồi. Mấy cái hoa trong cái trong cái đó bị điên ghê á. Hạt giống. Nó bị gì đó, lấy hoa không, bỏ hoa không được, tức ghê thiệt chứ. Trồng thêm hoa màu đen, ý cái rương kìa. Nè, mở được nè. Lấy vớ hạt giống ra trồng nè. Mày lấy hết hoa xanh rồi hả vậy đi? Hoa xanh rồi. Vãi cái tèo quá, đi lấy hết hạt xanh, bắt trồng tà le hết. Ok, được rồi đó, giờ bón nước kia thôi. Cái vườn dứa thì mình chắc mình để đó thôi. Để lên thu hoạch ở trên đây coi. Ồ, không có được hạt giống nữa luôn ta ơi. Giờ vô cái đảo này rồi, chắc tôi lên tôi lượm hoa hết luôn quá. Không có hạt giống hoa, ít quá. Ít ghê ta. Làm nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ là sẽ phân rương ra đàng hoàng để đi lượm đồ nè. Cái màu này làm xong chưa ta? Cái metal này bây giờ là đang full đúng không? Mình sẽ để tạm vào cái ô này. Đá là ô này. Đấy.
hai cái ly này dùng đi để làm cái gì? À, cất vô đây đi. Có hai màu đen đúng không? Đó, cất vô. Cái này 20 cái để lên và cái rìu màu cất vào đây. Để cho nó đàng hoàng nè. Rồi, bây giờ thì mình giết con chim trước đã. Vậy mà hụt phải cái tèo thiệt chứ. Mình sẽ đi thu hoạch cái rương. Ok, cái này sẽ là để lá chuối bên đây nha. Mình sẽ để lá chuối qua bên đây thôi. Mày làm cái gì mà mày cười á con kìa? Hả? Mày sơn bựa đúng không? Rồi, gỗ đây đây, ok đi lượm đồ thôi. Wow, 53, ô trời ơi. Ủa, sơn rồi, sơn lại không được. Ui chết cha. Bị phun. Bỏ lá qua đây. Gỗ qua đây. Trời ơi các bạn nhìn gỗ nè. Đi lượm một cái là phun gỗ liền. Ủa hết màu vàng à? Màu vàng 90 cái trong đó đó thím. Ôi mẹ ơi, plastic bị rớt rồi. Trong cái thùng hoa chứ cái gì? Gỗ. Gỗ. Lá dừa. Scrap để vào đây. Ok, lượm tiếp nè. Trời, nó rớt ra ngoài kìa, lượm đuối luôn á. Coi lượm này coi. Trời ơi, một phát một. Vậy là cái ô chỗ này là chúng ta lượm hình như là full hết rồi. Rồi, ok, cất vào đây. Mày đi làm gì vậy tỷ? Sơn màu. Phải, các bà đi sơn tối ngày. Mày. Mày. Không sao đâu, tao giết con cá mập rồi. Ấy lộn, tao mới đập con cá mập rồi. Cái thuyền nó bơi, tao không lên được. Ngu quá, bơi ra ngoài. Bị dính ở giữa tàu rồi. Bơi ra ngoài đi. Sao mày lặn dưới chưa vậy? Rồi cá mập nó bơi lên mày rồi kìa. Vừa bị cắn đúng không? Bơi lên từ từ, thôi thấy mày rớt, tao mệt, mỗi lần tao cứu mày, tao khổ cực lắm mày biết không? Mày chết thì ai cứu tao? Rồi ok rồi, mình để cái này vô đây, trời cái này phun nhựa rồi. Mới để có một tí mà phun nhựa rồi. À, khó nha. Wow, phun lá, phun một rương lá với lại. Cái nhà bên này sẽ là nguyên cái nhà vàng. Mày chơi bá đạo quá mày con kia. Tao cũng quỳ với mày rồi đó. Mình để đâu bây giờ mình không biết để như thế nào luôn cho nó hợp lý đây nè. Mình để cái tủ này. Quá trời đồ rồi các bạn ơi, không biết để sao cho nó hết rồi nè. Hết màu rồi. Đi đốt màu đi thím. Tao đi lượm đồ tiếp đây. Còn màu vàng không ta? Màu vàng đi đốt, màu vàng đi, màu vàng là mình nhiều nhất luôn á. Còn có 14 cái bông đốt ra được nhiều lắm à. Giờ dục cái gì để ta? À dục cái này, ăn cái này đi. Rồi, đi lượm đồ tiếp nè. Cái chỗ này ít quá. Mà đi hướng kia không mà nên hướng ít đồ. Rồi ta lượm mà coi như nãy giờ ta đã đi lượm hết đồ rồi. Quá trời, mình có lại tao mới lượm rồi. Quá nhanh luôn. Rồi coi, để coi thử đi vô cái đảo. Bây giờ mình vô được cái đảo là mình chế màu liền. Bây giờ thì mình sẽ đi thu hoạch. Đó chính là thu hoạch dừa. Đâu. Quá trời cây dừa luôn. Đâu, tao đã thấy đâu. Nè, bên này nè. Ở chỗ nào vậy?
bên sau nhà nè. Ý chèo vô, chèo vô chỉnh sao cho vừa nó qua đi là không thấy, trời, cái đảo, cái thuyền của mình giờ bự quá rồi, đôi khi mình không để ý một cái đảo. Chèo vô, tao chèo vô. Tao đang căng buồm vô rồi. Ủa nó sương mù ghê, giờ tao mới thấy đó nha. Ủa vừa nhiều nè, vừa nhiều nè. Vô lượm hoa đi nha, giờ vô lượm hoa nha. Hôm nay tao mới bắt đầu lượm hoa sơn nhà. Làm cái neo chưa? À chưa, quên. Chèo đi, chèo đi, để làm cái neo. Vô tới rồi, không cần nè. Thôi tao chèo luôn nha, tới mày. Ờ mày chèo đi. Chèo sát vô đi, chắc là bị khát nước rồi. Ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da. Từ vô tới rồi nè. Từ, đợi chút, đợi chút. Để từ. Ê, vô tới rồi nè, có chuyện nó quá. Sát, 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 sát vô. Từ từ, treo lên một tí nữa đi, treo lên một tí nữa đi cho nó xịt lên, cho cái kia nó qua không đúng hướng. Treo qua hướng nào đây? Treo lên trên á, treo ngược lại á. Kìa, ông tao đang treo nè. Rồi, treo, treo, treo tới, treo tới. Treo tới hả? Ờ, giờ treo tới. Treo phía trước mặt nè. Rồi, ok, treo tới thẳng đi. Ok, chuẩn bị thả neo nha. Đi sao vô? Tao tao chọi neo là chuẩn luôn á. Rồi vậy sao vô? Ok này, chứ. Lên trên kia thì vô hả? Ờ, à, lên trên kia thì vô thôi, quá dễ dàng. Trời, đúng lên dễ luôn á mày. Ôi hoa nè, bây giờ là lượm hết hoa nha, tao sẽ lượm hoa với mày luôn. Đua con đứa lượm hoa nhanh hơn. Thôi để đi cắt đồ bớt. Tao đi lượm hết hoa rồi, liêu liêu. Để qua lượm cho, mày lượm hết. Tao đã lượm hết cái bãi đợt 1. Còn đợt 2 thì mày sẽ lượm nha. Chi vậy hả? Tự nhiên lượm lên chi vậy? Ê, mở hoa, tao cất hoa coi. Rảnh, tự nhiên cái gì lượm qua. Chứ không lượm qua làm cái gì? Chúng chặt cây đi. Giờ anh bắt con chặt cây rồi đó, giờ anh không cho tao lượm hoa luôn rồi đó. Biết ngay là cái tiếng của mày mà. Gì? Con cá mập nó cắn tao chứ cái gì. Ok, để cất hết đồ rồi đi lên lượm đồ với con mụ dây ti nè, nó lượm hết của mình. Rồi, mình làm rìu chứ quên. Cái đồ sơn màu hoa để trong cái này đi. Chọn màu xanh quá trời luôn nè. Ghê vậy. Dây ti đi ngủ đi, dây ti cho nó sáng đi, dây ti. Đi ngủ đi. Đi ngủ cho nó sáng nè, đi ngủ cho nó sáng nè. Tao mày ngủ trong đi, tao ngủ vọng ở ngoài cho tao canh cái vườn vườn dưới nha. Ngủ chưa? Ngủ đi. Ok, trời sáng rồi, chúng ta sẽ lên đảo lượm hoa thôi. Trời, bà đói kìa, bà đi kiếm đồ ăn chắc luôn. Biết ngay mà bà đi kiếm đồ ăn mà. Mày cũng vô đây kiếm đồ ăn chứ làm. Tao cũng đi kiếm đồ ăn. Ủa sao không có thịt mày? Chết cha, không có thịt chín. Thôi tao đi ăn trứng đây. Tao đi ăn ốp la đây, đi ăn ốp la không? Không. Ngu, đi ăn trứng kiềm bổ hơn. Thôi rồi, con nào vừa cắn nha. Đi lên ăn, tao đi lên đảo trước đây nha. Lên đảo không? Bớ đi chặt cây đây nhé. Ủa cây dừa này đẹp quá. Sao mình không trồng được mấy cây cong 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 như thế này, nhìn rất là đẹp nha. Nhìn nè các bạn, nhìn nè, đã không? Rất là dễ thương luôn á. Thôi dễ thương, chúng ta cứ đào đi.
Ủa sao cây nó mọc hoa nhanh dữ ta? Nó mọc hoa nữa hả? Cái tao lên tao lượm cho. Lượm hết dưới đây rồi, còn ở trên trên kia kìa. Đây nè. Lên kia sao? Giờ từ từ để chặt hết cây này đã. Đi. Đứng chỗ này nhảy lên. Không được. Bây giờ rớt. Chỗ này đi không được. Chỗ này đi không được. Cái đảo này khó lên rồi mày ơi. Tao quăng hoa xuống cho mày lượm ha. Vậy thì đứng đây cho tao nhảy lên vậy thì. Mày cũng đang muốn nhảy lên luôn đúng không? Mày định phản tao rồi. Coi đứa nào nhảy lên được cái gì? Chơi luôn. Kém mày chết. Có lên được đâu. Mày đứng im coi, mày cứ nhảy sao tao lên được. Đứng sát cục đá này nè, đứng sát vô. Rồi tao lên được rồi nè. Nè đưa tay tao kéo lên. Kéo cái nào rồi? Tao lượm hoa cho mày nha. Không thèm tự lượm đi. Dưa hấu quá trời luôn nè. Lượm đi. Mày lượm hoa chứ tao chặt dừa mà tao đâu có thèm lượm. Ba cái đồ của bắp của mày đâu. Qua xuống đi lượm nha. Tao chặt dừa hết ra. Tao gần full rồi, full tao kêu mày nha. Đứng dưới đó đợi chút đi. Cái game này gọi thuộc dạng là game sinh tồn ở trên đảo này đúng tới chết luôn. Mà không tu chết cái game này. Bọn mình cứ mở rộng cái bay ra đi khắp vùng biển luôn. Rồi, hoa không lượm được nữa rồi. Đứng, mày đâu? Mày đứng đâu rồi? Mày đứng chỗ nào rồi? Qua hướng bên này đi, qua đây nè, lui qua đây. Ờ à, đúng rồi. À lượm hoa nè. Lượm giùm 8 cục đá luôn đi. Rồi. Tế sồi nè. À lượm hết mấy cái đó giùm ta cái. Để ta lượm hết hoa về. Sao đói liên tục ta? Hình như là hết hoa rồi. À còn hoa xanh nè. Rồi, ok, tới đây là sẽ lượm cái thùng này. Cái gì vậy? Bot với lại nail hả? Mình sẽ dùng hai hy sinh hai cái này đi. Con cá mập nó cắn tàu rồi. Để nó đi. Nó cắn ngay cái nail quá chết luôn á. Ăn hết bộ trái dừa luôn. Dục cái này đi nè. Dục cái gì ta? Dục cái đinh đi, cái đinh dễ làm. Ok, được rồi, xuống đảo thôi. Và ok thì video này chắc mình và GT sẽ dừng ở đây thôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Một cái nông trại farmer rất là đẹp luôn. GT đang nằm võng cho mọi người xem coi mày, con kìa. Ra nằm võng coi. Mày làm gì vậy? Mày đi chập hoa hả? Và rồi, GT ngủ cũng như là chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Và bye bye mọi người nha. Nó to lên coi.